là cái này cũng giả là nó vẽ cho trồng hoa sứ hơi hết cho cho cá 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 cảnh ấy, cá coi ấy. Đấy nó vẽ nó rút vào trong này đi ra nhìn cái đẹp hoa súng hoa hết bỏ ra hoa súng lên là chơi cả năm được ông vẽ hoa súng vẽ cả năm người đó đi xem. Ơ bộ ông xuống xuống có phải đầy tiền không nhỉ? Chắc phải có tí nữa nhỉ. Có một số ai nữa. Đi về thành phố. Ông trả đây không được không vào ạ. Đây có thôi từ 15 phút. Đây là thằng em thôi. Nó bên ấy rồi, giao dịch rồi. Thì ông kia bạn ông cử xuống. Được thì ok. Không được thì thôi. Và khi nói bộ phương hỏi mua là khi mua thì khá. Thì em có nó hơi chỉ đô 2 tỷ 2 năm như thế này, 2 tỷ vâng, nó không xem nó không chụp giường đấy thôi, nó nói cao quá có thể nó phải biết nào quả lon bộ của cây. Người Tài Loan ngoài nữa là người lấy ghép người đăng lên mạng luôn rồi ngoài cái kiểu chơi kiểu ghép ghép cảnh ghép cảnh này mà hôm nay dòng của quán này cũng đôi ba miếng đất thì hay nhỉ. Yeah. Tâm thì chỗ làm ăn ấy, công tâm cái quan nó